mọi người. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay rất là nắng nóng phải không mọi người? 39-40 độ đấy ạ. Thực sự là đi ra ngoài đường cũng là một cơn ác mộng. Thời tiết nắng như thế này thì khiến cho làn da của chúng ta bị bắt nắng rất là chạy. Hoa đi ra ngoài đường này, mọi người có thể nhìn thấy này, tay cũng cháy nắng luôn rồi. Trời ơi, thật sự là đáng sợ luôn. Thì ngày hôm nay Hoa sẽ review cho mọi người những loại kem chống nắng tốt nhất của Nhật Bản mà hiện tại đang được ưa chuộng của nhân dân cũng như là ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Tinh tinh, đầu tiên thì Hoa sẽ giới thiệu đến toàn thể các bạn loại kem chống nắng mà Hoa ưa thích nhất và Hoa thường xuyên sử dụng, đó chính là kem chống nắng Ali của Garibo. Kem chống nắng Ali của Garibo này thì có chỉ số chống nắng SPF là 50+ và chỉ số PA là 4+. Mọi người có thể nhìn thấy trên tay Hoa đang cầm đây. Loại kem chống nắng này khi mà Hoa đưa ra tay thì không gây cảm giác biết gì, và đặc biệt là thẩm thấu vào da rất nhanh. Mọi người hãy nhìn Hoa bôi trên da tay nhé. Lấy một lượng như hạt đậu, ta sẽ xoa đều lên tay. Mọi người có thể nhìn thấy Hoa bôi rất là nhiều, nhưng dạng kem của kem chống nắng này thì nó rất là mềm mịn. Hoa ra này mọi người có thể nhìn thấy ở đây này, nó tan ra một chất lỏng và đang phân